ngọt ngất luôn. Trời ơi, dai không? Không dưới rồi. Bữa nay kéo dập chúng em ơi, anh mới đi kéo dập về nè. Quá trời đồ. Ủa con có ngát đã không? Tưởng mới có măng ớt thế nè. Quá trời tôm thẻ luôn. Bự trời. Mới đi kéo về quá trời đã luôn. Cá này kêu cá xạo nè. Xạo. Nghe nói gì vậy? Tháng hôm qua thấy anh Thản ở chỗ mới có lý không? Rồi em đem được nghe, anh đi dọn mấy con cúp nha. Cúp bự bự không mà đã ghê. Dọn sống rồi. Sống. Đã ghê, tươi rối luôn. Đồ hải sản mà mới bắt về giờ mình ăn không? Chẳng không phải thiệt. Mà ăn mẹ. Lỗ tôm luôn em. Ôi, ôi bữa nay mà hai vợ chồng ăn nhiêu đây là tới công chuyện luôn em. Ôi tôm tích. Xin chào cả nhà. Hồi sáng này em cũng mới đi kêu giặt về. Giờ bắt đầu em nấu cơm thôi cả nhà. Hôm nay mình sẽ kho cá. Còn cái này thì rau đắng. Em sẽ nấu canh rau đắng với hải sản. Ở đây thì em có tôm, rồi cua, rồi tôm tích. Đủ loại luôn. Bây giờ em sẽ ướp cá trước nha cả nhà. Hôm nay cá mình sẽ kho tiêu. Giờ em sẽ đổ cá vô. Quá trời cái gì cá này luôn cả nhà ơi. Cá thì em cho nước màu nè. Ba muỗng đường. Hai muỗng bột. Nước mắm. Cá tươi mình đi em đi kéo dập về á, giờ bắt đầu mình đem lên mình kho ăn cơm rất là ngon luôn, tới cùng chuyện rồi cá luôn. Giờ trước tiên em sẽ kho cá trước, mới hồi nãy cũng đã lâu rồi. Rồi cá em đang còn khô nước rồi, em bây giờ bỏ tiêu lên. Giờ em rửa miếng tôm nhỏ đầm dầm. Em sẽ bắt nồi lên em nấu canh nha cả nhà. Tỏi. Cơm hồi nãy em mới đập nè. Này dĩa tôm bự với cua với tôm tích của em. Em cũng như đây muỗng hạt nêm. Để cho nước vô. Giờ canh của em nó sôi rồi, giờ em bỏ vô đắng vô. Em bỏ miếng tiêu vô, nó khôn. Bắt đầu hai chồng em dọn chén ăn cơm thôi. Canh ra nè. Chào cả nhà. Giờ em cũng nấu cơm xong rồi cả nhà ơi. Giờ bắt đầu hai chồng ăn cơm thôi. Hôm nay hai chồng em ăn cơm với cá khô tiêu nè cả nhà. Dĩa cá quá đã luôn. Ở đây thì rau đắng nấu hải sản đủ loại luôn. Bây giờ hai chồng em cũng mời cả nhà cùng ăn cơm trưa với hai chồng em nha. Mời cả nhà ăn cơm cùng vợ chồng em nha. Mời em bới cơm cho. Này ăn cơm ngon lắm á. Bữa nay thả dập cũng trúng của anh hả? Này thả dập đồ nhiều. Nói chung được tôm vậy cũng được rồi. Rồi, bắt đầu mình ăn đi em. Món nào cũng ngon hết.
cá đã lắm. Cá ngát ăn trứng nè. Ôi, trứng thử trứng này nè. Trứng gì đây? Trứng cá măng ếch. Cá măng ếch này. Cũng được. Hơi cứng anh ạ, khô quá. Trứng nó ngon. Giờ đang hết đắng luôn. Ngon hả? Ngon. Sao đang nấu tôm ngon quá anh. Nó không còn đắng mà. Đúng rồi. Ở nhà còn ít rau đắng nấu tôm. Bữa nay không phải đi chợ anh à. Bữa nay mình đánh gì mình có đó mình ăn luôn. Mình khỏi không thấy gì cậu luôn. Cá mực ớt em, cá mực ớt ngon lắm. Dài lắm. Đâu là nấu cái này hết đắng anh hả? Dùng này tính giờ nấu hết đắng luôn. Ngon quá. Đỡ quá hả? Nấu tôm hợp thôi. Ngọt ngay à? Không nghe đắng luôn, ngọt ngọt đã lắm. Ý là em biết bao nhiêu hải sản luôn. Đầy cái tôm, tôm. Cái này phải gọi làm hải sản nấu vô đắng. Sao đắng em mới đầu em sợ em đâu biết ăn đắng đâu. Thấy anh bỏ nó ta tái là nó không đắng á. Ngát còn béo ngon á. Lâu lắm giờ mà ăn lại cả ngát ha. Béo đã hả? Ngon ghê. Ngon lắm. Nó đắng ngon quá anh. Ngon. Ăn tôm sú đi. Trời ơi ngon. Có tôm sú đã nha. Ngọt ngất luôn. Trời ơi dài hoàng. Canh nấu ngọt ngay. Ngọt đã ghê. Canh nấu ngọt đã ngay hả? Cá ngát có béo em? Béo. Lâu rồi chưa ăn cá ngát, giờ ăn lại ngon quá. Em thấy kho hơn chua. Em thích kho tiêu hơn, cá ngát kho tiêu ngon. Ăn không? Có càng cua rồi nữa nghe. Càng cua nữa hả? Tôi. Có hải sản ngon hay không? Cá bóc. Giờ ăn cái này mát nè. Giờ ăn cơm với cá mà ăn cái này đúng bài luôn. Trời ơi, con ngát đã chưa. Bữa kéo gặp được đủ loại cá. Cá gì cũng có. Mình có thứ ít ít á. Ăn ngon. Ngon quá. Kho lộn xộn người ngon ăn hả? Kho thứ miếng miếng nè. Đã được chứ. Cách nào đắng hút vào mát hết cả ruột anh ạ. Ăn là mát quá. Mát ruột. Mà mấy cái đắng đắng này, mấy cái rau mà đắng đắng này chị bệnh á. Ăn chó này nè. Thấy không? Gạch thâm luôn à. Ôi, kiều dao. Này em thích nữa. Đã lắm, cái đó là đã lắm á. Trời ơi, cái này gạch mà ngon, béo. Ăn cua xì cái đi gạch trước. Ngon quá. Dầu đắng mà nấu với tôm ở trên đồng á thì người ta nấu với cá. Dầu đắng này nè. Đúng rồi. Nấu cá cũng ngon chứ bộ, nói chung là nấu với hải sản em thấy ngon. Bữa mình ăn chả cũng ngon anh hả? Nghiền luôn á.
ăn đã. Vừa đắng thằng cháo đã. Đúng rồi. Mấy cái rau đắng chữa bệnh hay. Trời, thật ngon. Ngon. Béo. Vừa nãy là con cua vừa nãy đấy hả? Ừ. Thả rập được đúng con cua duy nhất nè. Được cũng cua nhất luôn. Béo ngon quá. Giờ trang bị canh húp rồi. Ăn cơm mà cá kho tiêu này mà có canh này đúng bài luôn á. Ngon luôn á. Ngon lắm. Lần đầu tiên em ăn luôn. Giờ đắng mình nấu canh là hết nói. Đã quá, mát hết rồi. Hút miếng canh mà thấy mát. Ngọt. Từ 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 xuống. Bây giờ bữa cơm mình sáng tốn chỉ tốn rau ha. Ừ. Ha. Tốn bao dầu không biết nhiều ký đâu. Còn nhiều hải sản là mình tự động mình tôm cá rồi mình đánh bắt được không? Cái này mình mà có thời gian mà mình mà trồng được rau ha. Ờ, mình khỏi tốn tiền đi mà. Chợ luôn. Đỡ dữ luôn. Khi nào thèm thịt là đúng rồi. Là đi mua thịt. Để mốt đi anh trồng rau. Căng thẳng ha. Ừ. Nói ra nói chung tại công mình việc mình tận dụng được cái gì thì mình tận dụng đó. Tại công việc nhiều quá. Làm nguyên một cái nông trại. Nông trại rau. Khu vườn. Ừ, quá tươi rồi. Cua ngon ghê. Thịt nó dài. Ừ. Ngon quá. Canh ngọt. Canh là với rau lạnh. Ăn ngon nhất nhối. Tôi bán là hình như là bữa nghe dì Ngọc nói là cũng bó là 20.000 hay gì. Em không nhớ nữa. Vậy là bữa cơm 20k. Em chẳng cơm ăn. Đã thật. Đã hút miếng canh mát hết luôn. Ăn cơm cá hút canh là ba chén chứ. Ngon quá. Chắc lần đầu ngon mà. Lần đầu em ăn mà ngon quá trời ngon. Lần đầu ăn canh rau đắng này nè. Ừ. Ăn canh rau đắng nấu tôm á. Nó đắng mà nó không đắng dữ ha. Đã quá. Ngọt lắm, nấu tôm ngọt ngay à. Ăn món này dễ ăn ha, đơn giản. Ừ. Thịt thà điếc. Thịt thà ăn có lần thôi nặng ngán à. Tôm đã. Em nghe nói cái đầu còn ngát là ngon lắm này. Đường cho anh. Ừ. Cảm ơn vợ. Hãy ăn thử trứng luôn. Nếu mà ít mà nó không ngon bằng trứng đến đâu. Nó khô á. Ăn thử cho biết. Tại nó khô á. Đúng rồi, khô á. Ừ, khô. Khô á. Ừ, ngon ít này vừa tới á. Khỏi này chín quá rồi. Chín quá là dai khô. Đấy phải cả mẫu ít anh cắt ra đúng không? Ừ. À, con bự đấy ha. Nhưng ăn nó thực tế khác khác. Mà xương nó nhiều hơn. Đoạn cá bự lắm. Ừ. Ngọt ngay anh. Nấu được cái này nghiền sau ăn tiếp. Sau ở đây mình có vẫn còn nấu thịt nè. Vài con tôm. Nó tôm ngon hơn.
mình lên một cái tôm mình nấu tôm. Ừ. Nấu tôm em thấy nước nó ra ngọt, ngọt đã luôn. Đã. Bữa nay anh khai thật tôm. Lát nữa hả? Thả kiếm tôm tiếp không? Thả miếng tôm. Những ngày thả, những ngày thả có tôm, mực cũng có. À, có tôm kiếm tôm cũng có trời sáng được 3 kg hai nha. Ừ, sáng 3 kg á. Có 3 kg ngoài á, 4 kg luôn á. Dòm vậy chứ nặng lắm. Đúng quá, ngon quá. Vợ chồng Tuấn không biết như bữa nay đỡ bệnh cho anh không? Mấy nay anh không có điện đài đâu. Tại vì công việc quá trời, không có thời gian liền. Cho một ớt nhận đã thì kẹp dài. Bữa mình điện kêu Duy Ngọc đi chợ, em thấy tiền vẫn khàn khàn. Chắc vẫn đang bị sốt mà. Sốt tùm lum ha. Đập con tôm nữa. Ngon quá. Bữa cơm ăn rẻ mà ngon. Bữa tôm hay mình trả. Ăn thịt chỉ cần ăn bữa, hai bữa là ngán. Ừ. Mà mình ăn cá, ăn hoài không ngán ta. Để cho con tôm bự nữa nha. Để tích đồ nó nè. Đảo quá. Rất là ngon nhất. Ăn được là rất ngon. Cái da nó như da ếch. Ừ. Nhìn mặt nó cũng giống con ếch vậy đúng không? Ừ. Nhìn ngang nó bự như ếch. Từ lúc xuống đây ăn đủ loại cá. Mà anh em biết được đủ loại cá. Đủ loại cá giờ biết gì đủ loại. Còn nhiều lắm. Còn nhiều loại em chưa biết lắm. Chứ ngày xưa em nói thật em không biết cái gì là cái gì đúng không? Không biết con cá gọi là cái gì. Xuống đây cái nằm làm về nghề biển cái lựa cá rồi biết tên cá con này cái gì. Cái gì đây? Này cho anh con nè. Cái này là cá nhớt. Người con kêu cá nhớt, người kêu cá lưỡi mèo. À. Ừ. Cá lưỡi mèo. Mình cũng không biết lắm. Nó dòng họ với cá lưỡi châu á. À. Cá lưỡi châu là bình thường là thấy bác chiên ngon lắm. Ừ. Cá lưỡi châu mình phơi mình ướp ăn xương á. Ừ. Ướp xương xong cái mình để chiên cái lưỡi châu á. Tuy nó ít thịt nhưng mà thấy cũng ngon chứ. Trời ơi, cái lưỡi châu mà chiên là nhức nách luôn. Đúng rồi. Bữa nào mình có mình chiên bữa ha. Em thấy con đấy hiếm quá. Bơm dập sâu mới có. Có hả? Dập sâu có hả? Em thấy ít khi thấy. Cá
tại đấy được trước ở nhà mẹ lâu lâu là mẹ mua chia nha. Ăn đã lắm nha, tuy thịt nó dẹp dẹp không có thịt mấy nhưng mà ăn ngon. Hồi nãy em ăn cái muôn cua, còn cua muốn cua luôn. Ngon quá. Ngon quá mà no quá. Sáng giờ chồng nấu luôn giữ gạo. Rồi mà lôi luôn uống bia á. Cái ly uống bia á. Mà giờ còn mấy chén nữa hết nè. Ngon mà. Đại ăn đã quá. Đã quá anh. Ăn nghiền. No. Ngon mà no quá. Đã. Cho em xíu nữa nè. Xíu nha, em xíu. No rồi. Thôi. Gì cũng biết. Em no rồi. Đi để ăn hết cái miếng cá này. Canh ngọt quá, đã. Em ăn đâu nhiều đâu. Em ăn vậy là quá rồi, để quá sức em. Trời, hôm nay nắng đẹp. Kiểu hôm nay cũng vừa vừa ha. Không có nắng gắt lắm. Nắng gắt quá mệt. Vậy là ok rồi. Đúng rồi. À. Như vậy ui ui về cho mình đi làm này kia mình cũng khỏe. Nấu ngon quá. Thì đi ăn thả rập cũng khỏe đúng không? Nhiều lúc em muốn giảm cân giảm đâu được. Anh cứ cho em ăn và toàn đồ ngon không? Có hai chồng ăn thì ăn đồ ngon đi. Anh ăn ghi chất rồi. Tại đây nằm đó giờ. Anh cho em ăn đồ ngon riết. Anh ăn đồ dở. Em chả ăn cũng không ngon. Ngon mà. Ý là có mình em ăn đồ ngon, anh ăn toàn múc xương, múc đầu không? Đầu với xương là ngon nhất đó. Ngon quá anh ha. Có là. Càng ngọt, ăn hết cái tô càng rồi. Quá ngon. Giờ hai con tích, vợ con chồng con. Bữa nay cuối tuần là đi vào chiều vào mình đi công việc rồi mình chờ con đi chơi ha. Ừ. Tuần lễ có mấy có ngày. À. Cuối tuần có ngày. Chở con cái đi vòng cho nó cơ chứ để nó ở nhà hoài chứ. Để ở nhà riết con trộn. Cả tuần mới được gặp ba mẹ. Mình chờ con đi ăn đi uống đi đâu đấy. Anh ăn nữa không? Không quá. Còn cá kìa, bên đĩa em có cá này. Húc canh cũng ngon, ngon. Vừa nấu vừa đủ luôn kìa. Ừ, cái này hay không? Ừ. Ngon thơm chua đã rồi. Bữa nay cơm ngon quá mà ăn hết đồ ăn. Cơm tươi đấy. Ngọt. Ôi, con kia nó cắn hay sao? Tôm rồi cặn cua bởi vì chi nó sợ nước nó ngọt đúng rồi không ngon ăn ha
Nước ngọt đắng. Món tôm đó mình đánh bắt được, mình cứ ăn đã, đúng không? Ngọt quá trời nào. Thích nào. Cua này mới ngon nè, cua này tuyệt vời luôn. Cua hả? Cứng lắm. Cứng ngon, ngon lắm á. Biết rồi, biết cứng rồi. Đã thiệt. Trời ơi, ăn anh làm tôm tích kiểu này nó dễ lấy da hả? Đúng rồi. Nó quá trời ngon, ngon quá. Bữa nay ăn cơm ăn quả chén. Ăn bữa ngon quá mà ăn quả chén no quá thở không nổi. Ừ, thật ghê. Trời ơi đã chưa. Có cả cua ngọt đã quá. Anh thích mùa nhất này mùa tôm tích đúng không? Đúng rồi. Anh thích nhất là mình đánh được xong rồi mình thả được á, bắt được á. Nó về ăn liền liền liền. Tự ra mình bắt mà tự ra mình ăn luôn á. Hàng chi mùa này tôm tích, hàng chi ăn thả rập hay có tôm tích hả? Ừ. Trước đâu có đâu. Mùa này đổ tôm tích dài à, tích nhỏ nè. Mà tích nhỏ này giờ bán cũng đâu có nhiều tiền đâu em. Bán có mấy chục ngàn con à. Nên mình để mình ăn cho sướng, tôm tích bự rồi bán. Thì từ trước giờ nhà mình cứ tích nhỏ một là ăn, hai là đem vào cho mẹ này kia. Bán rẻ quá, uẩn đúng không? Đúng rồi, bán rẻ, thú rẻ, uẩn. Con mình chạy vô bờ này kia. Ăn cua. Con mình chạy vô bờ này kia hả, đâu đủ tiền tính ra ăn lỗ tiền dầu ha. Thì rẻ rẻ để ăn bả. Cũng giao lỗ tiền dầu luôn á. Đúng rồi. Chạy vô xa mà. Cua chắc rồi, cua chắc lắm. Vừa nãy em ăn cái gạch của nó ngon quá trời. Đã lắm, thơm, thơm tươi. Trời ơi, gạch nó béo đã quá. Đã lắm. Ăn cả cua không? Em no. Vừa anh ăn. Ngon lắm rồi. Em no lắm. Đúng không? No rồi. Ăn con cua này nữa. Em nó bảo bữa nay cơm ngon với em ăn quả chén mà. Ăn giờ thở không nổi. Nói chung làm gì vậy. Ăn cơm mà ở bè có hai vợ chồng ăn cơm mà chung hai vợ chồng cũng ngon lắm. Có canh nữa không? Không. Tại mấy lần em làm mà mệt cái này chồng em bảo quay clip mà. Anh bảo em quay clip đó. Mà em mệt quá. Em bảo thôi. Anh quay đi. Cái này kêu thơm ngon tới giọt cuối cùng. Thơm quá trời à. Cái đấy nó cái tinh túy tôm ấy, bao nhiêu na kim này kia nó chìm hết xuống dưới à. Ngọt quá. Cua này chắc ấy anh ha. Cua chắc. Nó nhỏ nhỏ nhưng mà chắc kia lắm. Gạch béo. Ừ, đã. Rồi à, bây giờ hai chồng em cũng ăn cơm xong rồi cả nhà. Bữa nay bữa cơm quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Giờ em cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo nha. Xin bye chào bye cả nhà.